Chú Tâm cây giống Tâm Đảo xin chào các bác. Hôm nay lại có thời gian để làm cho các bác về cái video giới thiệu các bác về cái quy mô nhân giống và sản xuất cái cây rau sắng hay còn gọi là cây rau ngót rừng của bên Trung tâm cây giống Tâm Đảo chúng tôi. Thì hiện nay sẽ giới thiệu với các bạn đây là những cái luống ngót rừng, chỗ này nó khoảng độ hơn 4 vạn cây rau ngót rừng. Đó, như các bạn nhìn ở đây, bầu rau ngót rừng là dễ ra rất là nhiều này, hay còn gọi cây rau sắng đấy, cây làm dược liệu, làm đặc sản rau rất là tốt. Đây, cây này thì trung bình chiều cao nó cũng được khoảng trung bình từ 17 đến 20 cm rồi đây, rất là cao. Cây này thường thường là chúng ta có thể trồng xuống đất bầu, hạ bầu rất là nhanh rồi, giá thành trên thị trường thì rất đảm bảo và liêm yết cho bà con. Đó. Bà con có nhu cầu mua cây rau sắng ngót rừng về để phát triển kinh tế, cái thứ hai nữa là trồng tại địa phương, trồng tại gia đình, vui lòng đặt theo số điện thoại chúng tôi đã để bên dưới màn hình 0798 414 414 để trực tiếp được đội ngũ kỹ sư nông nghiệp của chúng tôi tư vấn tốt nhất về cái giống cây rau sắng hay còn gọi là cây ngót rừng này cho bà con, để bà con có kỹ thuật trồng tốt nhất. Đó. Đó. Tất cả những cái cây rau sắng này chúng tôi đều áp dụng kỹ thuật khoa học vào trồng để đảm bảo cái quá trình nhân giống cũng như là quá trình khi chúng ta vận chuyển đi để đáp ứng phù hợp với rất nhiều cái thổ nhưỡng của địa phương khác nhau. Để liên hệ một lần nữa xin mời các bạn gọi điện trực tiếp với chúng tôi theo đường dây nóng hoặc có thể trực tiếp add Zalo với chúng tôi để được đội ngũ kỹ sư nông nghiệp chúng tôi tư vấn tốt nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Trung tâm cây giống Tâm Đảo.